Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, Viện Cấy trị Hải Thượng Lan Ông thực hiện ca cấy trị cho bệnh nhân Trần Quốc Hoàn mắc bệnh liệt dây thần kinh số 7. Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên với các biểu hiện mất hoặc giảm vận động những cơ ở mặt kèm theo các rối loạn, cảm giác, phản xạ, vận mạch và bài tiết tuyến lệ, tuyến nước bọt. Bệnh có những triệu chứng như sau. Bệnh thường xảy ra đột ngột do tối nằm ngủ bị lạnh, người bệnh cười nói khó, đánh răng súc miệng nước trào ra một bên mép, rõ nét nhất là mặt bị mất cân đối, bên liệt trông như mặt nạ, miệng và nhân trung bị kéo về bên lành. Sự mất đối xứng càng rõ hơn khi bệnh nhân làm một số động tác chủ động như nhe răng thì mồm bị méo sang bên lành. Đặc biệt mắt bên liệt không nhắm kín do liệt cơ khép vòng mi và nhãn cầu bị đẩy lên để lộ một phần lòng trắng. Ngoài ra còn một số triệu chứng khác ít gặp hơn như cảm giác tê một bên mặt, mất vị giác ở 2/3 trước lưỡi, nhất là trong hoặc sau bữa ăn. 70-80% số trường hợp mắc tự khỏi trong khoảng 1-3 tháng, nhưng một số ca tiến triển xấu do chẩn đoán và điều trị sai, gây biến chứng và di chứng như viêm loét giác mạc, do mắt nhắm không kín sẽ dễ bị bụi bẩn bám vào gây nhiễm trùng, co giật cơ mặt do hồi phục thần kinh không hoàn toàn, hoặc co cứng nửa mặt do dây thần kinh thoái hóa. Dây thần kinh số 7 là dây vận động, chi phối vận động cơ mặt. Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên hay còn gọi là liệt mặt ngoại biên là tình trạng mất vận động hoàn toàn hay một phần của cơ của nửa mặt do tổn thương dây thần kinh mặt. Tình trạng này trái ngược với liệt mặt trung ương là tổn thương liên quan đến não. Liệt dây thần kinh số 7 sẽ thường gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, không lây truyền. Nếu không có phương pháp điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại nhiều di chứng nặng nề, các biến chứng mắt, viêm kết mạc, viêm giác mạc, loét giác mạc, lộn mí, đồng vận, biểu hiện co cơ không tự chủ phối hợp với các hoạt động tự chủ như mép bị kéo khi nhắm mắt, co thắt nửa mặt sau khi liệt mặt. Biến chứng này gặp ở các thể nặng do tổn thương dây thần kinh với phân bố lại thần kinh một phần. Hội chứng nước mắt cá sấu, hiếm gặp, biểu hiện chảy nước mắt khi ăn. Đối với các bệnh nhân mắc bệnh liệt dây thần kinh số 7, thời gian điều trị từ 3-4 tuần, mức độ khỏi bệnh là trên 90%. Còn những bệnh nhân đến bệnh viện điều trị muộn hơn, từ 3-4 tháng, thì chức năng của các cơ vùng mặt khó hồi phục. Việc điều trị chỉ đỡ được một phần, vẫn để lại di chứng. Sau đây, Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông xin giải thích về phương pháp cấy trị và những điều cần lưu ý khi đi cấy trị. Cấy trị là một phương pháp châm cứu đặc biệt bằng cách đưa chỉ cắt gút tự tiêu và nhờ tác động của sợi chỉ cắt gút ở trong huyệt đó là tác nhân vật lý kích thích tạo thành xung điện và từ xung điện này nó trở về tủy sống và dây thần kinh cao cấp tạo thành đáp ứng có tác dụng chữa bệnh. Trong vòng 15-20 ngày, chỉ này sẽ tự tiêu hết. Vì vậy, cấy chỉ có tác dụng chữa bệnh cũng như châm cứu, nhưng hiệu quả đạt được vượt trội hơn châm cứu rất nhiều. Trong nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về thần kinh cơ, xương, khớp, hô hấp, phương pháp cấy chỉ hiệu quả điều trị bệnh nhanh và cao hơn so với phương pháp châm cứu. Nhiều bệnh châm cứu không khỏi, nhưng khi cấy chỉ một thời gian ngắn khỏi bệnh, bởi cấy chỉ cùng một lúc có thể tác động vào nhiều huyệt ở nhiều vị trí khác nhau, chữa được nhiều bệnh cùng một lúc. Khi điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, người bệnh không cần phải lo lắng đến tác dụng phụ như điều trị bằng thuốc. Chỉ cắt gút dùng để cấy chỉ là một loại protein tự tiêu được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật nên rất an toàn. Với phương pháp cấy chỉ, người bệnh có thể tiết kiệm được thời gian chữa bệnh, không phải đi lại nhiều cũng như tiết kiệm được chi phí. Những bệnh nhân như thoái hóa cột sống, vôi hóa cột sống, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, nhức nửa đầu, đau xương khớp do phong thấp, liệt dây thần kinh số 7, liệt nửa người, hen phế quản đều là những bệnh có thể điều trị bằng phương pháp cấy chỉ. Để đạt được hiệu quả cao khi điều trị bằng phương pháp cấy chỉ, người bệnh cần lưu ý đến những vấn đề sau. Không ăn quá no, uống rượu bia, nước ngọt, cà phê, không để cơ thể quá đói, cơ thể mệt mỏi, nghĩ ngợi trước khi điều trị. Khi đi cấy chỉ, các bạn cần tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo rộng thoải mái. Sau khi cấy chỉ, người bệnh cần nghỉ ngơi tại phòng khám 15-20 phút và không được làm việc quá sức sau đó. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy,
quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Trì Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy trì rất hiệu quả này. Viện Cấy Trì Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.